Tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, phường 4, thành phố Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ giỗ lần thứ 94 cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ tổ chức theo các nghi thức cổ truyền như lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường. Chính giỗ được tổ chức lễ dâng hương, hoa, Phật, vật phẩm, ôn lại cuộc đời của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Lễ giỗ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, nhân văn, góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là dịp đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Tháp thể hiện sự tri ân công lao to lớn cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, mất vào ngày 27 tháng 11 năm 1929, nhằm ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ. Tại làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nay là phường 4, thành phố Cao Lãnh. Trong khoảng thời gian ở Đồng Tháp, cụ làm nghề sắc thuốc, xem mạch, kê toa trị bệnh và tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân nơi đây. Người đã sinh thành dưỡng dục cho Tổ quốc ta một vĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc. Trong lễ giỗ, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã trao tặng bằng tượng trưng hỗ trợ quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến năm 2023, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá trên 126 tỷ đồng. Nhờ đó đã trao tặng hàng chục nghìn suất học bổng giúp các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn và tiếp tục đến trường.